Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Xem tử vi 2020 của 12 con giáp, luận giải thông tin chính xác về các hương trong sự nghiệp, tài lộc, tình duyên. Năm Canh Tý 2020 là năm con chuột, mệnh ngũ hành nạp âm bích thượng thổ. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt luận giải cụ thể từng việc hung cát trong tử vi 2020 của 12 con giáp, dự đoán may rủi mà các con giáp có thể gặp phải trong năm nay ngay sau đây nhé. Bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tử vi năm 2020 của người tuổi Tý. Năm 2020 này, người tuổi Tý gặp năm Canh Tý theo âm lịch, cũng chính là năm tuổi nên vận trình không được suôn sẻ hanh thông. Con giáp này phạm phải trực thái tuế nên sẽ phải đối mặt với khá nhiều biến động trong cuộc sống của mình. Sự nghiệp, hùng tinh thái tuế có thể khiến cho công việc đi theo hướng hoàn toàn khác với kế hoạch mà con giáp này đã đặt ra. Bản mệnh chìm trong một mớ bòng bong của những rắc rối, khó mà có cơ hội thể hiện năng lực thực sự của bản thân và phát triển theo hướng tốt hơn. Một số bạn thậm chí còn lầm vào bước đường thất nghiệp. Tuy nhiên, thiên ấn cát tinh ở bên nên mọi chuyện rồi sẽ dần ổn thỏa nếu bạn mệnh biết cách tận dụng những thế mạnh của bản thân và suy nghĩ khác đi. Đặc biệt, khả năng sáng tạo sẽ là một ưu thế với người tuổi Tý. Tỷ kiên sẽ giúp cho con giáp này vững vàng hơn. Sự tự tin trong thời điểm năm Canh Tý này là yếu tố quyết định sống còn với người tuổi Tý. Người cầm tinh con chuột cần phải hiểu rõ bản thân, từ đó phát triển được những thế mạnh của mình. Tình duyên, tinh thần căng thẳng lại thêm công việc không như ý có thể khiến cho con giáp này dễ nóng giận, cáu kỉnh, ảnh hưởng khá nhiều đến các mối quan hệ tình cảm. Không khí gia đình đầy áp lực, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt. Sức khỏe, tử vi 2020 cảnh báo rằng bạn mệnh sức khỏe cũng không được tốt lắm và đây là vấn đề mà người tuổi Tý cần phải quan tâm. Tuy không gặp vấn đề quá mức nghiêm trọng, nhưng con giáp này cũng cần phải cân đối lại cuộc sống của mình, có thời gian nghỉ ngơi phù hợp, học cách điều chỉnh cảm xúc và giải tỏa áp lực. Tài lộc, xét về phương diện tài lộc thì người tuổi này có nguy cơ phá tài khá cao, thu chẳng đủ bù chi. Cần phải có phương án quản lý tài chính phù hợp hơn để tránh việc thâm hụt tài chính dẫn đến vay mượn nợ nần. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu. Xem tử vi 2020 của 12 con giáp, người tuổi Sửu trong năm Canh Tý mệnh ánh hợp, vận trình khá suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, trong cát vẫn có hung, trong phúc vẫn có họa, thế nên con giáp này đừng vội đắc ý mà thất vọng ngay sau đó. Sự nghiệp, Tý Sửu bán hợp cùng với thái tuế hình thành nên cục diện tuế hợp. Trong năm 2020, sự nghiệp của con giáp này hành thông bất ngờ. Những mục tiêu mà bản mệnh đặt ra đều nhanh chóng đạt được, gặt hái nhiều thành công vang dội. Đặc biệt, nếu làm việc theo nhóm, có sự kết hợp, hợp tác với người khác thì tuổi Sửu càng dễ tỏa sáng hơn. Tuy nhiên, cần phải biết cách nhường nhịn và chia sẻ ánh hào quang với mọi người để bước đường thăng tiến được rộng mở hơn nữa. Thái dương cát tinh thể hiện những may mắn trong công việc mà người tuổi Sửu có được, phần nhiều là nhờ con giáp này có quý nhân dẫn đường chỉ lối. Quý nhân này khả năng cao là nam mệnh, mệnh chủ hãy chú ý. Xong, Lịch Nghề Tốt cũng nhắc nhở đôi lời về sự nghiệp của bản mệnh trong năm hoàn toàn có thể đi xuống bởi có thương quan nhập cục, khiến cho con giáp này thành công dễ dàng nên vô tư buông lơi, không còn tiếp tục cố gắng nỗ lực như ban đầu. Tài lộc, với các bạn làm ăn kinh doanh thì cần phải kiểm soát tốt các mối quan hệ xã giao của mình, nhất là khi hợp tác làm ăn thì càng phải tìm hiểu kỹ về nhân phẩm cũng như thực lực của đối tác làm ăn. Thiên không hung tinh báo hiệu về họa tiểu nhân, con giáp này không cẩn thận có thể bị kẻ xấu bụng dùng lời lẽ ngọt ngào khiến cho bạn mù quáng, mù mị mà tin lầm người, trao tiền bạc vào nơi không đáng tin. Trong năm nay, tuổi Sửu tài vận bình bình, khó mà có sự đột phá. Bạn có thể yên tâm không đến mức túng thiếu bởi chính tài ở bên đảm bảo thu nhập từ công việc chính khá vững vàng. Tuy nhiên, hồi khí hùng tinh dễ gây ra những chuyện bất ngờ. Điển hình là có những chuyện nảy sinh bất ngờ trong cuộc sống, đòi hỏi phải dùng tiền mới có thể giải quyết được. Vì thế, tuổi Trâu trong năm Canh Tý chỉ đủ ăn đủ tiêu, chứ khó mà có thể tích lũy. Tình duyên, vận trình tình cảm của con giáp này khó mà được như ý, luôn có những mâu thuẫn, bất đồng nảy sinh giữa hai người. Tình cảm đôi bên dễ bị rạn nứt, phai nhạt, người độc thân dễ suy nghĩ tiêu cực, không tự bước ra khỏi rào cản của chính mình. Sức khỏe, tình hình sức khỏe của người tuổi Sửu trong năm 2020 này khá tốt, bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều nhưng vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe, tránh ham công tiếc việc quá mức mà bỏ bê bản thân.
Tử vi năm 2020 của người tuổi Dần. Bước sang năm 2020, người tuổi Dần có mệnh tương sinh, không có xung đột gì với Thái Tuế nên vận trình cũng không đến mức xung khắc. Xét về tổng thể vận trình năm Canh Tý của người tuổi này thì khá bình ổn, dù là sự nghiệp hay cuộc sống đều có những bước phát triển, có thể không quá lớn nhưng đều, chậm mà chắc. Sự nghiệp. Chỉ cần con giáp này muốn là có được những điều mình muốn, thiên ấn ở bên, tuổi Dần tìm được hướng đi đúng đắn cho mình trong công việc. Biết nỗ lực và cố gắng thì chắc chắn sẽ thực hiện được những kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Lê Ngày Tốt cũng xin nhắc nhở con giáp này chú ý hơn đến tiểu tiết, hạn chế việc thiếu cẩn thận, vì cái nhỏ mà mất cái lớn, thiệt hại chẳng để đâu cho hết. Tiểu nhân có thể nhân cơ hội lúc bạn sơ hở mà chiếm lấy cơ may thăng tiến của bạn. Trong năm nay, dịch mã động tình khởi vượng, vì thế công việc của con giáp này cũng có nhiều biến động, song phần lớn là theo hướng tích cực. Con giáp này có thể nhận được quyết định điều chuyển công việc, vị trí cũng có thể vì lý do công việc mà phải đi đây đó đây. Khá vất vả nhưng bù lại thì sẽ có được những bước tiến tốt trên con đường công danh sự nghiệp. Sức khỏe. Vì tang môn hùng tinh nhập mệnh nên khi đi lại, nhất là khi về những nơi vắng vẻ ít người, mệnh chủ nên cẩn thận để tránh gặp phải chuyện bất trắc. Chỉ nên uống rượu bia còn lái xe, hạn chế đi sớm về khuya một mình, nếu không rất có thể có những tai họa bất ngờ sẽ ập đến. Tình hình sức khỏe của tuổi Dần trong năm 2020 này cũng không được tốt bởi hung tinh này còn có đại diện cho bệnh tật, ốm đau. Nên cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cũng nên chịu khó tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, giảm bớt sức phá hoại của bệnh tật. Tài lộc. Về đường tài lộc của con giáp này thì những chú hổ không cần phải lo lắng gì nhiều. Năm Canh Tý là năm mà con giáp này hết tiền rồi lại có. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có được những nguồn thu nhập đáng kể. Một phần do con giáp này chăm chỉ làm ăn, một phần là nhờ may mắn mà bạn đang có nữa. Có điều cũng cần phải nhắc nhở con giáp này, trong năm có thiên quan, dễ bị tiểu nhân đeo bám. Tuy cơ may tiền bạc có nhiều, bản thân con giáp này cũng khá thành công trong việc kiếm tiền, nhưng vẫn cần phải lưu ý để không bị tiểu nhân hãm hại, lừa gạt. Tiểu nhân có thể khiến cho bản mệnh bận tâm về những điều chuyện rắc rối nho nhỏ mà nhầm lẫn, không kịp thời xử lý là kẻ xấu bụng đó nẫng tay trên. Tình duyên. Vận trình tình cảm của tuổi Dần năm 2020 này khá tốt, tin vui tới tấp báo về. Nhưng thường thì tin vui của con giáp này sẽ đến từ những người đã có gia đình, có đôi, có cặp. Còn các bạn độc thân thì chưa gấp rút trong việc tìm kiếm một nửa của mình. Cô thân, chủ về độc lập, sống khép kín, khó mở lòng mình. Vì thế mà dù có nhiều cơ hội yêu đương, nhưng người độc thân vẫn có nguy cơ chăn đơn ngồi chiếc. Bạn cần phải xem xét lại tình hình để cho mình cũng như đối phương có cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau. Tử vi tuổi Mão năm 2020. Người tuổi Mão trong năm 2020 gặp hình họa Thái Tuế, chịu ảnh hưởng của cục diện này nên vận trình năm Canh Tý của bản mệnh hùng nhiều cát ít, dễ gặp cản trở trong cuộc sống, công việc cũng như tình duyên. Lời đầu Lê Ngày Tốt xin nhắc tuổi Mão hãy giữ vững tinh thần, đừng vì trở ngại hay thất bại mà bỏ cuộc, hãy cố gắng và nỗ lực, ít nhất nó cũng khiến bạn không thấy tiếc nuối. Hãy dùng lý trí thay vì để cảm xúc dẫn đường. Sự nghiệp. Tuy nhiên, xét về phương diện công danh sự nghiệp thì con giáp này khá thuận lợi. Bản mệnh có thái âm cát tinh giúp chiêu gọi quý nhân, thế nên những trở ngại dần tan biến. Thái âm chủ về quý nhân là nữ mệnh, con giáp này tạo được ấn tượng tốt với cấp trên thì cũng chính là đặt nền móng cho khả năng thăng tiến của mình. Ấn quan tương hợp, ngoài sự may mắn và giúp sức của quý nhân thì bản thân con giáp này cũng rất chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc. Bản mệnh biết được hướng đi của mình nên không mất nhiều thời gian cho những việc vô bổ. Tài lộc. Nhìn sang tài vận của tuổi Mão trong năm 2020 thì con giáp này lại chẳng được suôn sẻ như trong công việc. Cục diện hình Thái Tuế gây ra một số ảnh hưởng nhất định với vận trình tài lộc. Con giáp này gặp những chuyện bất ngờ hao tổn tiền bạc, không cân bằng được thu chi, chẳng những chi tiêu hết thu nhập mà còn có thể lạm vào những khoản tiền tiết kiệm nữa. Quán sách hung tinh gây ra những tác động xấu khi mà con giáp này quá tự tin vào bản thân mình và không chịu lắng nghe những lời góp ý của mọi người. Khả năng hao tài phá của có thể do con giáp này đầu tư sai cách, sai nơi. Tình duyên. Vận trình tình cảm trong năm 2020 của tuổi Mão hùng cát đan xen, hồng loan cát tình chiếu mệnh, đào hoa khởi vượng. Tuy nhiên, đào hoa vượng có thể biến thành đào hoa dữ nếu như con giáp này không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Các cặp đôi nên bình tĩnh để lắng nghe, thông cảm và thấu hiểu cho những khó khăn của đối phương. Riêng người độc thân đừng quá cảm tính, yêu theo cảm xúc mà bỏ quên lý trí, mù quáng tin tưởng đối phương rất có thể sẽ bi kịch, sẽ bắt nguồn từ đó. Sức khỏe.
Tình hình sức khỏe của con giáp này trong năm khá tốt. Ngoài những bạn có bệnh mãn tính cần phải thường xuyên theo dõi những chuyển biến của cơ thể, thì chỉ cần tuổi Mão chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, ăn ngủ đúng giờ là có thể giữ được sức khỏe dồi dào. Tử vi tuổi Thìn năm 2020. Xem tử vi tuổi Thìn năm 2020, Tý Thìn bán hợp, người tuổi Thìn luôn được may mắn trong vận trình của mình. Tuy nhiên, trong năm Cát Tinh và Hồng Tinh đan xen, chỉ đủ giữ cho con giáp này bình ổn, không phải trải qua sóng gió quá lớn. Nếu muốn phát triển mạnh, bản mệnh cần phải cố gắng và nỗ lực hơn rất nhiều. Tài lộc, theo lịch vận niên, nửa đầu năm Tý, tài vận của con giáp này cực tốt, không phải nhờ may mắn mà do chính nỗ lực của bản mệnh nên giành được túi tiền tăng lên nhanh chóng mà vẫn bền vững. Tuy nhiên, trong năm có ngũ quỷ, chủ về tiểu nhân, con giáp này dễ gặp phải rắc rối do tiểu nhân quấy phá. Có tiền thì cũng nên khiêm nhường, đừng khoe khoang quá mức mà gây hại cho chính mình. Cả thiên tài và thực thần cùng chiếu mệnh, nửa cuối năm là thời điểm mà chuyện kinh doanh của con giáp này cực kỳ phát triển, tiền bạc về nhà nhiều như nước. Lúc này thì yếu tố may mắn sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần hốt vàng hốt bạc đi mà thôi. Sự nghiệp, đường công danh sự nghiệp của tuổi này khá ổn trong năm 2020 nhờ được long chỉ Cát Tinh hỗ trợ. Cát Tinh sẽ giúp cho con giáp này không phải gặp quá nhiều trắc trở trong công việc. Hơn thế nữa, long chỉ còn mang tới cho bản mệnh nhiều cơ may thăng quan tiến chức trong năm Canh Tý. Nếu tuổi Thìn đầu tư thời gian cho học hành, nghiên cứu thêm kiến thức cho công việc thì khả năng để phát triển sẽ càng lớn hơn. Tuy nhiên, cũng bởi vì khả năng thăng tiến lớn, thành công cao nên con giáp này càng dễ gặp phải đối thủ cạnh tranh. Quan phù hung tinh có thể sẽ dẫn đến nguy cơ kiện tụng, phá hoại do bị tiểu nhân chơi xấu. Tình duyên, xem vận trình tình duyên của tuổi Thìn năm 2020, hòa cái nhập cục, đường tình cảm của bản mệnh khá hanh thông thuận lợi. Đào hoa nở rộ, đặc biệt là những người bạn đang trong trạng thái độc thân, càng dễ có khả năng tìm được đối tượng phù hợp. Các cặp đôi cũng có khả năng đón tin vui trong năm Canh Tý này, có thể là chuyện kết hôn hoặc có thêm con cái. Sức khỏe, về tình hình sức khỏe thì trong năm mệnh bán hợp, tuổi Thìn không gặp vấn đề nhiều cho lắm. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải giữ cho mình thói quen sinh hoạt lành mạnh. Làm được vậy thì dù ở lứa tuổi nào cũng không lo bệnh tật, cuộc sống vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Tử vi 2020 của người tuổi Tỵ. Xem tử vi khoa học, tuổi Tỵ năm 2020 vận trình tổng thể khá bình ổn, không phải đối mặt với biến cố gì quá lớn, cuộc sống tạm gọi là thuận lợi suôn sẻ. Tình duyên, điểm sáng nhất trong năm nay của con giáp này có lẽ chính là đường tình duyên khởi sắc. Bản mệnh nếu còn độc thân thì sẽ sớm kết thúc quãng đường dài miệt mài tìm kiếm tình yêu, cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm của mình thuộc về ai. Người có đôi cũng sẽ nhanh chóng đi đến hôn nhân, bước sang trang mới của cuộc đời. Có điều, mệnh tương khắc sẽ ảnh hưởng đôi chút đến cuộc sống của các cặp vợ chồng cầm tinh con rắn. Nếu có thể nhường nhịn và chia sẻ với nhau nhiều hơn thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thỏa, không có vấn đề gì quá mức nghiêm trọng. Sự nghiệp, về phương diện sự nghiệp thì tuổi Tỵ năm 2020 không đạt được hết những điều mình mong muốn. Khả năng tăng tiến cực kỳ thấp, chỉ có một số ít là nhận được sự công nhận của cấp trên như lắng nghe lời khuyên của chính quan, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc của mình. Tử phù hung tinh chủ về rắc rối, tuổi Tỵ dễ gặp phải những chuyện phiền phức không đâu. Điều này có thể do bản mệnh chưa xử lý tốt các mối quan hệ nơi công sở và đắc tội với người khác. Tài lộc, chính tài cho thấy dù chưa đạt được những mục tiêu lớn trong công việc, nhưng công việc cũng sẽ mang tới nguồn thu nhập ổn định cho con giáp này. Thử tài trong năm 2020 không có nên tuổi Tỵ trở nên mạo hiểm đầu tư, rất dễ mất tiền hào của. Trong năm có khá nhiều chuyện cần phải chi tiêu, tiền bạc có mà khó giữ, hàng loạt hung tinh tiểu hao, phá toái, kiếp sát cùng vây hãm, khiến cho tài lộc có cũng như không, tiền bạc tiêu như nước. Nếu bản mệnh không có kế hoạch tài chính vững vàng thì rất dễ vào cảnh nợ nần. Sức khỏe, điều may mắn là sức khỏe của tuổi Tỵ trong năm 2020 khá tốt, ít khi bị bệnh tật làm ảnh hưởng. Bản mệnh nên duy trì thói quen tập thể dục hàng ngày, vừa tăng cường sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ bệnh tật mà còn giúp bạn giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống. Tử vi tuổi Ngọ năm 2020. Tý Ngọ tương xung, bước vào năm 2020, người tuổi Ngọ sẽ phải đối diện với cục diện xung thái tuế. Ngọ là hỏa, con Tý là thủy, nước và lửa gây nên sự xung khắc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của con giáp này. Thái tuế lưu liên có thể khiến cho mệnh chủ gặp nhiều biến động trong cuộc sống, thậm chí sẽ phải chịu nhiều sự xuống cấp, sa sút trong đời sống của mình. Sự nghiệp, về phương diện sự nghiệp, tuổi Ngọ không thể hiện được nhiều năng lực của mình.
Phúc tinh thiên quan cho thấy bản mệnh có cơ hội để bộc lộ năng lực thực sự nhờ trí thông minh của mình, song con giáp này dễ cảm thấy chán nản, lười biếng nên không cố gắng tới cùng. Tuế phá cát tinh thúc đẩy con giáp này chiến đấu lại với những khó khăn đang gặp phải, nhưng do rắc rối càng ngày càng lớn khiến cho tinh thần tuổi ngọ bất ổn, dễ mắc phải sai lầm. Những sai sót không đáng có khiến cho bản mệnh đánh mất hình tượng của mình trong công việc. Đó cũng chính là thử thách mà cấp trên đặt ra cho người tuổi ngọ. Bạn cần phải lưu ý và thật cẩn thận thì mới đạt được mục tiêu. Tài lộc. Tài vận năm 2020 của tuổi này được thiên tài cát tinh trợ giúp nên bản mệnh có vận trình tăng tiến tích cực. Thu nhập từ công việc chính không có nhiều mà phần lớn số tiền bạn có được là từ nghề tay trái. Thứ tài vượng nên mệnh chủ thường xuyên có thu nhập ngoài luồng, tuy không phải lần nào cũng là con số lớn, song đủ để bù đắp thêm cho thu nhập chính của con giáp này. Đại hao báo hiệu về họa phá tài rất lớn, tuổi ngọ cần phải thận trọng cho các quyết định lớn liên quan đến tiền bạc. Con giáp này trong năm Canh Tý 2020 không thích hợp để đầu tư kinh doanh mạo hiểm bởi khả năng mất tiền là rất lớn. Tình duyên. Xét về phương diện tình cảm thì con giáp này năm nay dễ bị tổn thương về tình cảm. Nhân duyên ảm đạm, mâu thuẫn dễ nảy sinh, nhất là các cặp đôi yêu xa, không cẩn thận có thể phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Thiên khốc và thiên hư là hai đại hung tinh gây ra đau khổ khiến cho con đường tình cảm của bản mệnh không được như ý. Với những chú ngựa sắp bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân thì năm nay có thể sẽ phải đứng ra giải quyết những tình huống bất ngờ thay vì thiếu sự chia sẻ mà dần xa nhau. Sức khỏe. Về vấn đề sức khỏe thì hung cát đan xen có cả tốt và xấu, bản mệnh dễ sinh căng thẳng mệt mỏi vì áp lực công việc. Bản mệnh cần phải cân bằng lại cuộc sống của mình, tăng cường luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe, vui sống cũng là vui kiếm tiền. Tử vi năm 2020 của người tuổi Mùi. Xem tử vi năm 2020 của 12 con giáp, người tuổi Mùi trong năm nay phạm hại tài tuế, vận trình hung nhiều hơn cát, mọi phương diện đều đối mặt với những sự xáo trộn nhất định, khó tìm được sự ổn định. Lời đầu tiên mà lịch tốt muốn nhắc nhở con giáp này chính là dù làm bất cứ chuyện gì cũng phần phải cẩn trọng từng ly từng tí, dù là người thân thiết bên cạnh mình thì cũng đừng quá ỷ lại, để lộ hết mọi bí mật là tự mua giày buộc mình. Người tuổi Mùi trong năm Mùi Tý tương phá có thể gặp họa do bị lừa gạt, kết bạn mà không chịu tìm hiểu thì rất dễ trông mặt mà bắt hình dong, tin lầm người, đặt lòng tin lầm chỗ. Sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp của tuổi này trong năm Canh Tý không được thuận lợi cho lắm. Đối với những bạn làm công ăn lương thì con đường sự nghiệp chẳng có nhiều cơ may thăng tiến, địa vị giữ vững là tốt chứ khó bề mà đi lên. Những người cầm tinh con dê mà làm lãnh đạo cao cấp thì sự nghiệp đầy những biến động, có thể đứng trước những thay đổi to lớn, tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều. Thường quan cho thấy bạn đang dần mất niềm tin, bản mệnh dễ nóng nảy, bốc đồng, rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy nghĩ kém thấu đáo và sai lầm, nối tiếp sai lầm. Tuy nhiên, tử vi cát tinh ở bên nên vẫn giữ cho con giáp này nhiều may mắn, dù sai sót đến đâu thì cũng vẫn có cơ hội cứu vãn. Tuổi Mùi nên nhanh chóng quay đầu khi thấy sai lầm, đừng tự mãn quá mức mà để cho mình lầm đường lạc lối mãi. Tài lộc. Trong năm 2020, tài vận của bản mệnh không có nhiều khả năng tăng tiến cho lắm. Thứ tài không có, con giáp này trong năm chỉ có thể trông chờ vào chính tài, thu nhập từ công việc chính là nguồn thu chủ yếu của tuổi Mùi. Nếu bản mệnh theo đuổi việc đầu tư sinh lời thì khó tránh những tổn thất nhất định. Muốn giảm bớt những tổn thất có thể xảy ra thì mệnh chủ nên tìm hiểu và cập nhật thông tin kịp thời. Tình duyên. Vận trình tình cảm của tuổi Mùi là điểm sáng trong năm 2020 này. Người độc thân có thể nhờ đào hoa nở rộ mà tìm được người phù hợp với mình, đón tin vui về chuyện tình duyên. Long đức quý nhân chủ về sự nhân hậu, bao dung, các cặp đôi đã hiểu và thông cảm cho nhau, không chấp nhận những chuyện nhỏ, đôi bên cùng nỗ lực và cố gắng với nhau. Tình cảm chỉ có thể tăng tiến thôi chứ chẳng thể nào giảm đi. Sức khỏe. Tình hình sức khỏe của tuổi Mùi khá bình ổn, long đức quý nhân trừ tai ương nhỏ, diệt bỏ đau ốm. Vì thế mà bản mệnh không mắc phải bệnh tật gì quá nghiêm trọng. Có điều, con giáp này đừng tham công tiếc vực quá mức mà hãy tạo cho mình thói quen sinh hoạt tốt để giúp sức khỏe dồi dào, bền vững. Tử vi năm 2020 của người tuổi Thân. Bước sang năm Canh Tý, thân kim cùng lưu liên tí thủy tương hợp. Tuổi Thân mệnh bán hợp thái tuế nên vận trình năm 2020 của con giáp này khá suôn sẻ, bình an. Sự nghiệp. Tuy trong cuộc sống và trong công việc vẫn còn tồn tại khó khăn,
trở ngại, song nhờ quý nhân tương trợ, bạn bè giúp đỡ nên đều có thể suôn sẻ vượt qua, tìm ra hướng đi mới cho mình. Tỷ Kiên cho thấy trong công việc, năm nay bản mệnh giữ được sự tự tin và quyết đoán cho mình. Tuổi Thân hành sự đâu ra đấy, có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, vạch ra từng đường đi nước bước, còn tìm được không ít cơ hội để chứng tỏ năng lực của bản thân mình. Trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt như bây hiện nay thì với những thành quả mà con giáp này đạt được đã có thể coi là bước đột phá khá lớn. Tài lộc. Xét về đường tài lộc của tuổi Thân năm 2020 thì bản mệnh đón khá nhiều tin vui. Thực Thân và lục cồn cát tinh vây quanh, người cầm tinh còn khỉ chẳng lo thiếu tiền tiêu, thậm chí còn đếm tiền mỏi tay. Lập tôn thể hiện sự siêng năng chăm chỉ, giỏi tính toán tiết kiệm, đó là điều mà con giáp này làm được trong khoảng thời gian tới. Sẵn thêm Thực Thần che chở nên chuyện làm ăn kinh doanh phát đạt, lợi nhuận gia tăng, tài lộc không thiếu. Nếu không kinh doanh thì chăm chỉ làm ăn tích cóp cũng chẳng sợ thiếu thốn tiền bạc. Sức khỏe. Sức khỏe của con giáp này trong năm 2020 không được tốt. Bạch cổ báo hiệu về sự cố tai nạn bất ngờ. Vì thế tuổi Thần lúc này làm gì cũng cần phải thận trọng, tránh bất cẩn mà tai họa đến lúc nào chẳng hay. Bản mệnh cần phải lưu ý, hạn chế đến những nơi quá đông người vào thời điểm dịch bệnh. Con giáp này trong năm Canh Tý có nhiều nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, nên lưu ý đề phòng. Tình duyên. Phi Liêm còn chủ về những sự cố bất ngờ có thể làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của bản mệnh. Con giáp này không chịu lắng nghe đối phương giải thích mà chỉ tin vào những điều mình thấy, mình nghĩ, khiến cho hiểu lầm, nối tiếp nhau. Tuổi Thân dễ nảy sinh mâu thuẫn với nửa kia của mình, mối quan hệ đứng trên bờ vực rạn nứt, vợ chồng tan vỡ. Còn giáp này cần phải dành hết sức thời gian để tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn, tránh để mâu thuẫn hiểu lầm càng ngày càng gia tăng. Ngoài ra, con giáp này cũng dành quá nhiều thời gian cho công việc mà có phần bỏ về gia đình, con cái, khiến cho nửa kia tổn thương rất nhiều, nên nhanh chóng tìm cách giải quyết mâu thuẫn để xóa bỏ những hiểu lầm không đáng có. Tử vi tuổi Dậu năm 2020. Trong số những con giáp phạm thái tuế năm 2020, không thể không nhắc đến tuổi Dậu. Chịu ảnh hưởng của cục diện phá thái tuế, con giáp này đang phải đối mặt với hàng loạt rắc rối trong cuộc sống, vận trình sa sút nghiêm trọng. Tài lộc. Tử vi phương Đông cho thấy tài vận của tuổi Dậu năm Canh Tý không được hành thông thuận lợi cho lắm. Đủ chuyện xảy ra, điềm báo tử vi cảnh báo con giáp này cẩn thận kẻo bị trộm cắp, cướp giật, lừa đảo. Chuyện làm ăn kinh doanh không được thuận lợi, đầu tư khó sinh lời. Vì thế bản mệnh khó đạt được mục tiêu như mình mong muốn. Thu nhập trong năm không nhiều, tuổi Dậu cần phải tự cân đối. Tỷ Kiền nhắc nhở con giáp này trong năm 2020 cần phải chăm chỉ làm việc hơn. Tay làm hàm nhai, tay quài miệng trễ. Thời điểm này may mắn về tài lộc không có nhiều, chỉ có làm thật, ăn thật, tự dựa vào sức mình để nuôi sống bản thân. Đừng ôm mộng đầu cơ mạo hiểm, cuối cùng chỉ có tiền mất tật mang. Sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Dậu năm 2020 không có nhiều tin vui tăng tiến. Tuy vẫn có những bước tiến nhất định nhưng không nhiều, chủ yếu là con giáp này sẽ phát triển tốt về mạng lưới các mối quan hệ xã hội. Thiên đức giúp những chú gà tự tin và dễ gây cảm tình với người đối diện. Con giáp này chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng. Ai có ơn với mình là chẳng bao giờ quên ơn, mà thấy bạn bè trong cơn hoạn nạn cũng đều sẵn lòng ra tay giúp đỡ trong khả năng của mình. Cũng nhờ thế mà các mối quan hệ xã giao của bản mệnh khá tốt, sẽ giúp ích nhiều cho bạn trên con đường phát triển sau này. Xem tử vi 2020, thương quan cho thấy tuổi Dậu đôi khi cũng cảm thấy chán nản khi cố gắng mãi mà không đạt được những thành quả gì đáng kể, than thân trách phận và muốn buông bỏ. Hung tinh quyển thuyệt tọa mệnh có thể khiến cho con giáp này đánh mất sự sáng suốt tình tường vốn có, thiếu khả năng phán đoán và phân tích thấu đáo, dễ tin lầm người. Tiểu nhân có thể nhân cơ hội mà tung tin đồn nhảm, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của con giáp này. Tình duyên. Tuy nhiên, vận trình tình duyên năm 2020 của tuổi Dậu lại khá lý tưởng. Hàng loạt các tinh thiên hỷ, đào hoa cùng trợ mệnh nên con giáp này chẳng thiếu người yêu, tình cảm chỉ nhiều chứ chẳng ít đâu. Đặc biệt là các bạn độc thân sẽ thường xuyên nhận được lời tỏ tình từ người khác phái. Cũng có không ít người bày tỏ lòng ngưỡng mộ và theo đuổi. Đặc biệt, thiên hỷ báo thêm về tin vui cưới hỏi, có thể con giáp này sẽ tính tới chuyện bước chân vào hôn nhân. Sức khỏe. Tình hình sức khỏe của tuổi Dậu trong năm phá thái tuế không được lạc quan cho lắm. Dù ở lứa tuổi nào thì con giáp này cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cũng may là phần lớn bệnh tật không quá nghiêm trọng, tuy nhiên sẽ khá dai dẳng,
bản mệnh cần phải tự nâng cao được sức đề kháng, đồng thời giữ cho tinh thần vui vẻ để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh. Tử vi năm 2020 của người tuổi Tuất. Xem tử vi năm 2020 của 12 con giáp, tuổi Tuất trong năm vận trình khá bình ổn, không trải qua quá nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, thời điểm này hung cát đan xen, mệnh Tuất thổ khắc với Tý thủy nên cũng chưa hẳn là đã thuận lợi mọi bề. Sự nghiệp. Thiên cầu hung tinh cận kề, đây là điểm báo cho thấy mệnh chủ dễ gặp rắc rối trong các mối quan hệ xã giao, bị tiểu nhân lừa gạt, chơi xấu mà không hay biết. Tốt nhất nên học cách nhìn người, cũng tập cho mình đừng quá tin lời người khác mà cần phải tự kiểm chứng thông tin. Điều khách hung tinh nhập mệnh, họa thị phi vây hãm, con giáp này nên nói ít làm nhiều để tránh vướng phải tai họa. Bạn càng phân bua nhiều thì càng dễ bị người khác hiểu lầm, nên dùng hành động để chứng minh sẽ tốt hơn. Tài lộc. Xong, nếu xét về tài vận của tuổi Tuất năm Canh Tý này thì bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước đột phá mới, nhất là người làm kinh doanh buôn bán. Sau nhiều khó khăn trở ngại, con giáp này đã chờ đợi được tới lúc chuyển mình chuyển vận, vượt qua được nút thắt cổ trai, tài lộc ùn ùn kéo về nhà. Cả thiên tài và thực thần cùng xuất hiện, hai đại cát tinh này chủ về tài lộc bất ngờ và may mắn trong buôn bán. Vì thế mà với người làm công ăn lương thì thu nhập chỉ ở mức ổn định. Nếu bạn muốn tăng thêm nguồn thu thì có thể làm thêm nghề tay trái trong năm nay cũng sẽ vô cùng thuận lợi. Có điều, do các mối quan hệ gia tăng nên mệnh chủ cũng có nhiều việc phải chi tiêu, cần phải cân đối thu chi để tránh tình trạng mất cân bằng. Tình duyên. Con đường tình duyên của tuổi Tuất được sao Tốt vượng cát nâng bước, đào hoa vận cực vượng. Phần lớn các bạn còn độc thân đều sẽ thấy được cơ hội thoát cảnh độc thân, tiến vào lâu đài tình ái trong khoảng thời gian này. Bạn cần phải mở lòng cho đối phương cũng như là cho mình một cơ hội. Các cặp đôi tuổi này có lẽ sẽ nhanh chóng tính tới chuyện về chung một nhà, tình cảm thôi thúc khiến đôi bên cùng nóng lòng. Tuy nhiên, quả tú hung tinh nhập cục nên có thể khiến cho người tuổi Tuất đôi khi cảm thấy cô đơn, không được đối phương thấu hiểu. Các cặp vợ chồng sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi này trong các mối quan hệ. Cuộc sống hôn nhân có thể nhiều vấn đề hơn hẳn khi yêu đương, tuy nhiên chỉ cần đôi bên đồng lòng thì thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Đây chỉ như là một thử thách cho tình yêu của bạn mà thôi. Sức khỏe. Tình hình sức khỏe của con giáp này trong năm không có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Mệnh chủ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, cấp tính, vì thế nên lưu ý chăm sóc sức khỏe, năng tập luyện thể dục thể thao, hạn chế đến nơi đông người khi cảm thấy không được khỏe. Cần đề phòng bệnh dạ dày và các bệnh về đường tiêu hóa khác. Tử vi tuổi Hợi năm 2020. Theo dõi vận trình năm 2020 của người tuổi Hợi, con giáp này vừa vượt qua năm tuổi với đủ mọi bầm dập do thái tuế lưu niên ảnh hưởng. Nhiều chuyện chẳng thể làm theo ý mình, song mọi chuyện sẽ thay đổi trong năm Canh Tý này. Mệnh đồng vượng là dấu hiệu cho thấy tuổi Hợi sẽ có những chuyển biến tích cực trong vận trình của mình. Dù là sự nghiệp hay tài lộc thì cũng đều có bước tiến mới. Sự nghiệp. Luận giải về sự nghiệp của tuổi Hợi năm 2020, có thể thấy chính ấn nhập cung là điềm báo tốt về thăng quan tiến chức. Có thể những thành công mà con giáp này đạt được không quá lớn, nhưng so với năm vừa rồi thì có thể nói là những bước tiến vượt bậc. Sau những sa sút trong năm 2019, tuổi Hợi dần lấy lại được phong độ, chăm chỉ cần cù, có trách nhiệm với công việc của mình, như thế mà được cấp trên đánh giá cao, trao thêm nhiều trọng trách. Còn giáp này cần phải dành thêm thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kỹ năng, đồng thời xử lý tốt các mối quan hệ nơi công sở. Vòng thần hung tinh chủ về sự bất an, con giáp này đôi lúc vẫn phải hoang mang, chưa thực sự tin tưởng vào năng lực của mình. Bạn xin sự trợ giúp quá nhiều sẽ thành ra hại mình. Lời đồn thổi thị phi có thể khiến cho bước đường thăng tiến của bản mệnh gặp khó khăn hơn. Tài lộc. Còn về phương diện tài lộc thì không có nhiều tín hiệu đáng mừng cho lắm. Trong năm, thu nhập chủ yếu từ công việc chính, thứ tài không có nên đừng tham lợi mà đầu tư kinh doanh khi bản thân chưa có kinh nghiệm lẫn kiến thức. Kiếp tài cho thấy tuổi Hợi dễ mù quáng, tin lầm người mà bị lừa gạt tiền bạc. Họa phá tài cũng có thể đến từ những lần mua sắm chi tiêu quá đà của con giáp này, nên cân đối lại thu chi, có kế hoạch tài chính hợp lý hơn. Tình duyên. So với tài vận thì vận tình duyên có phần khởi sắc hơn nhờ bách viện đài hoa trợ ở bên. Người độc thân sau những nỗi đau trong quá khứ thì dần tìm lại được nụ cười, tình yêu sẽ tới vào lúc bạn không mong chờ nhất.
Mối quan hệ gia đình vẫn đầm ấm hạnh phúc, không trải qua nhiều biến cố. Sức khỏe. Riêng về sức khỏe thì con giáp này cần phải lưu tâm nhiều hơn. Bệnh phù hung tinh, chủ về bệnh tật, ốm yếu, suy nhược cơ thể. Tuổi Hợi nên tập cho mình thói quen sinh hoạt điều độ, đừng ham công tiếc việc quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Hãy nhớ rằng không có gì quý. Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video.